Đã hơn một tháng sự cố dầm cầu tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên xảy ra. Tuy nhiên, theo nhận định của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, phía tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình chỉ đưa ra giải thích sơ sài, không thuyết phục nhằm kéo dài thời gian và có dấu hiệu chối bỏ trách nhiệm. Mới đây, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn gửi Giám đốc liên danh NGPT là đơn vị tư vấn giám sát và Giám đốc liên danh Sumitomo Senko 6, gọi tắt là SCC, về việc tổng thầu EPC chậm trễ trong báo cáo nguyên nhân sự việc xảy ra sự cố rơi gối cao su dầm cầu Metro hồi tháng 10 vừa qua. Sự việc thu hút sự quan tâm của các cơ quan chuyên môn và cơ quan chức năng. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải liên tục yêu cầu Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo sự việc. Trước đó, đại diện tổng thầu cho biết sự cố này không quá nghiêm trọng và trong vòng một tháng sẽ tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình chỉ đưa ra những nhận định sơ sài, vẫn chưa có báo cáo nguyên nhân, không trình nộp đúng thời hạn các hồ sơ. Giám đốc dự án liên danh SCC cũng đưa ra đánh giá sự rơi gối cao su dầm cầu cạn là nhỏ, chưa từng gặp và dự kiến nhà thầu mất một tháng để tìm ra nguyên nhân. Do đó, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có báo cáo chính thức gửi đến các cơ quan chức năng theo yêu cầu. Sự cố này nhiều khả năng sẽ làm giảm chất lượng công trình, có thể gây nứt vỡ cục bộ tại vị trí gối dầm do ứng suất tập trung trong quá trình va đập giữa dầm và đá kê gối. Ngoài ra, sự cố còn làm giảm khả năng chịu lực và ảnh hưởng tuổi thọ của công trình, nguy cơ mất an toàn chạy tàu khi tuyến Metro số 1 được đưa vào khai thác sử dụng.